Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và mình là Snack. Update 5.5 của Anime Defense. Còn vest từ Gem Sand Token, 4 unit exclusive mới và còn rất nhiều thứ khác được thêm vô. Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu tất tần tật về update 5.5 của Anime Defense. À, mà hiện tại cửa hàng của mình đang có rất nhiều dịch vụ về Anime Defense, ví dụ như là gem hay là cày thuê. Nên có thể lên đây mà cày thuê siêu tuyệt nha. Link mình sẽ để dưới phần bình luận hoặc là phần mô tả video. Bắt đầu video nào, let's go. Ok anh em ạ, hiện tại mình đã có mặt trong sảnh chờ của game thì chúng ta cùng nhau coi update. Cái update 5.5 này hầu như là nó chỉ là fix một vài lỗi với lại là update thêm một vài thứ. Ví dụ như là new 5x50 fast summon, có nghĩa là anh em có thể summon 50 lần mà thay vì 10 lần chúng ta sẽ đỡ phải mệt hơn. X2 try lucky weapon, có nghĩa là cái mà anh em đập đứa đấy, cái đập đứa của anh em nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ đang được X2 lên. Cái giọng tôi nó đang hơi bị gọi là ồ tí, anh em thông cảm nhé. Tại mẹ tôi mới ngủ dậy anh em à. Tôi ngủ quên phát cái nó dậy cái thấy game update mẹ luôn. Ok, chúng ta được rất nhiều thứ mới lên đây. Có thêm cả game pass 3x này, 2x và 3x này. Ok, có thêm mythic. Mythic, tất cả các mythic được cộng thêm 25-30% dam anh em ạ. Con Iron Wind thì được nâng cái đóng băng nó từ 2 giây lên 4 giây. Con Donut Master, có nghĩa là con Katakuri được slow từ 2 lên 4 giây phải rồi. Demon Paladin thì là được cái gì đó. Tôi không biết cái này, tôi không biết nó là cái gì. Ok, còn một vài cái khác nữa nè. Arcanic Dream thì được boost thêm từ 10% lên 15% dam. Ok, nói chung là khá nhiều thứ anh em ạ. Thì update 5 thì nói chung là có một vài lỗi khá là nhiều, với lại là quái nó cũng khá là mạnh, nên là chắc là admin đã nghe lời và fix update anh em ạ. Ok, và ở đây chúng ta có thêm 4 con unique exclusive mới. Thì mấy con này thì tôi không có sàn tôi mua anh em, mà tôi không biết là Robux tôi nó đã dìa chưa. Chưa có anh em, cho nên là tôi chỉ có thể nhìn em nó từ xa thôi, hoặc là tôi đợi anh Bân đại thì anh Bân này thì ảnh có thì ảnh sẽ cho tôi mượn để tôi quay thôi anh em ạ. Chứ tôi thì tôi không thể nào quay được. Nói chung là nhìn bốn thằng này thì nhìn sơ qua tôi vẫn đéo biết nó là thằng nào anh em ạ. Thì đấy, tôi vẫn đéo biết nó là thằng nào, cho nên là thôi kệ cha nó. Chúng ta sẽ qua đây chúng ta coi. Thì đây, lần này nó đã có được 50 lần random. Để tôi coi thử. Tặc tôi phải mua game pass. Game pass 800 Robux á. Vãi cả trưởng. Holy shit. Tiếc quá tôi đang là một con đổ nghèo khỉ nên là tôi không thể mua được game pass anh em ạ. Oh shit. Thôi không sao. Chúng ta sẽ qua bên khác đi. Chủ yếu là bên đây anh em ạ. Chủ yếu là bên đây. Để coi nó sẽ như thế nào nhá. Cái update này mới đầu mình nghe qua thì mình khá là buồn anh em ạ. Thật sự là khá là buồn. Nếu như mà anh em không biết á thì tôi đang làm video về việc săn những con secret ở trong đây. Thì tôi đã làm được một cái video về Poseidon rồi. Và video tiếp theo tôi đã làm là Solar. Đấy. Thì trước đó tôi đã có một file quay khoảng tầm 10 phút về cái Solar này rồi. Đấy. Thì quay cái đó tôi sẽ được thì tôi quay 4.000 điểm. Mà nó đéo ra anh em. Tôi đang cày thêm được 4.400 điểm thì tôi tính là tôi quay thêm một phát nữa. Thì hôm nay nó update. Và nó update lên một cái nó có convert. Yeah. Và chúng ta có thể convert 20.000 token trong một lần. Trong một ngày. Trong một ngày 20.000 token. Nó có cả thêm bounty nữa thấy không? Lần trước nếu như anh thấy thì ở đây tôi đã được 1770 nè. Ở đây tôi được 1200 nè, bên đây tôi cũng quay nhiều vãi nồi rồi mà nó chưa ra anh em ạ. Nói chung là tôi khá là xui. Đấy, cho nên tôi cảm thấy khá là buồn. Tại vì căn bản là cái công sức mà mấy ngày nay tôi cày nó cảm giác như đổ sông đổ biển anh em ạ. Đấy, tự nhiên mình cày vãi nồi cày xong rồi nhờ update lên cái đầu nó có luôn cái này. Nhưng mà người buồn nhất không phải là tôi anh em ạ, người buồn nhất là anh Bân. Cái con đầu tiên tôi nghe nói anh Bân bỏ ra gần 40.000 robux thì phải. 40.000 robux mà ổng không ra anh em ạ. Đấy, nói chung là mấy ông pay to win á. Khá là buồn cho mấy ông pay to win là tại vì nó khá là vô nghĩa. Mẹ bỏ một đống robux ra cuối cùng đéo được con mẹ gì. Hay quá nổi. Con game này thì tôi thấy là nhà phát hành thật sự là quan tâm đến người chơi free to play nha. Kiểu ok, mà game mình nhiều người chơi mà thường là người chơi pay to play không. Cho nên là mà mình sẽ ra những cái sự kiện pay to play cho người chơi mà. Nhìn đi anh em nhìn đi. Mué nó cày mấy ngày trời xong rồi nó ra mà đúng có cái gì bực mình vãi nồi. Holy shit man. Thôi thì không sao. Tôi hôm nay tôi sẽ săn con Solar này trước vậy. Nếu mà tôi còn chưa token thì tôi sẽ cố gắng săn thêm những con kia. Yeah. Nếu mà săn được cả ba con luôn thì tốt. Còn không thì mục tiêu ngày hôm nay chúng ta sẽ là săn một con thôi anh em. Ok không? Để mình vào shop mình coi thử một vài cái game pass mới của nó coi. Đầu tiên chính là cái game pass Summon X50. Tiếp theo là cái game pass X3 game á. Ok. X3 game cũng được, nghe cũng hay chứ nhỉ. Hay là tôi nạp cái chính hãng cho tôi mua hai cái game pass này cho anh em xem nha. Em đồng ý không? Nếu anh em đồng ý thì anh em ấn like, ấn chia sẻ video tôi đi. Nhắn lên, nhanh lên, để tôi còn đi mua nữa. Nó khổ quá. Thì trong thời gian đợi anh em like thì chúng ta cùng nhau nhập code mới của cái mùa này nhá. Thì cái code này tôi sẽ đưa cho thằng Edit và nó sẽ hiện lên trên màn hình cho anh em xem ha. Đầu tiên chính là đây, để coi cái này được bao nhiêu. 100 Solar Token mà ghẻ gúng thế. Tiếp theo nào, bam, 100 Awa Token, ok.
Thế thì COD mùa này nó cũng cùi. Mà tại giờ được đổi dòng gem rồi, mà mấy cái này thì thôi. Lúc đầu là nó còn quý chứ bây giờ chả thấy quý đâu nữa. Ô, được 4 cái quý stun này mà. Ô, ăn mấy tấm cơm. Đi về. Giờ chúng ta sẽ mở 4 cái quý này ra. Biết đâu mà vẫn may xuất hiện thì sao đúng không nào? Let's go. 4 cái mã này thì tôi sẽ để trên màn hình cho anh em xem nha. Ok. Rồi, chúng ta cùng nhau mở 4 cái quý. Biết đâu là nó xuất hiện đúng không nào? Mình vẫn còn 3 phút Super Lucky cũng được đi. Đây, sẵn tiện thì cho anh em xem. Tôi đã được 6 cái Limit Picker rồi. Đấy, xong rồi tôi được thêm một đống cái quỷ này nữa đâu rồi. Cái quỷ đó đâu rồi. Mà đây nè anh em thấy không? Mẹ tôi đi nhiều vãi nồi tôi đi mà tôi chán luôn á. Đây. Thấy không? Quá trời nhiều luôn anh em ơi. Ok, rồi không có liên thuyền nữa. Chúng ta cùng nhau mở cái đầu tiên. Let's go. Ok. Màu gì đây? Ốc, chúng con gì vậy? Chúng con cua bắp này đúng không? Hay nè. Nè lần này là sẽ chúng con xịn nhất nè. Không lẽ 4 cái gà đúng con sao? Hả? Thôi cho, ít nhất là cho con mạnh hơn xíu đi, cho đúng con này vậy. What the Holy shit. Mẹ nó 4 cái nó cho đúng một con à, phải cả nồi man. Đâu rồi, cái thằng exclusive đâu rồi, mày bước ra đây coi. Mẹ 4 phát cả đúng một con, phải cả nồi. Đam thì yếu, mày mới đây đã có 300 mấy chục ngàn người sở hữu gì ghê ba. Thôi đi thôi. Quá xui. À anh em, ở trong update này hiện tại đang có hình như là x2 đập đá nữa. Để tôi qua đây tôi coi thử coi. Đúng rồi, nó đang x2 đập đá thì để tôi đập thử thằng cu này xem. À, x2 đập đá, x2 Teleron. Ok. Cảm giác nó vẫn xui anh em ạ. Ừ, cảm giác nó vẫn xui. Ok, bây giờ mình sẽ vô bắt đầu mình đổi token ra nha anh em nhé. Mình sẽ đổi solo, tại vì hôm nay mình sẽ sang solo mà đổi trước 10.000 token đi. Mình đổi trước 10.000 để mình quay. Biết đâu nó ra rồi, đúng không nào? Ok, rồi. À, anh em ngồi đợi xíu tầm 30 phút là xong. Anh em mình cùng nhau ngồi đợi nhé. Ok, sắp đủ rồi anh em ạ. Mà nói chung là cái sự kiện này tôi nghĩ là admin đang muốn gọi là giảm gem của mọi người chơi. Nhưng mà có vẻ như admin vẫn không biết được là người chơi có rất nhiều gem anh em ạ. Ừ, admin phải kiểu giảm tầm khoảng mẹ 10 cái token này là phải bằng 1.000 gem hoặc là 10.000 gem thì may ra cái gem nó mới trở về cái vị trí ban đầu của nó. Chứ bây giờ thì quá ít, 200.000 gem cho 10.000 solo thì nó quá thực sự là quá ít anh em ạ. Tôi muốn quay 50 lần này lắm luôn á. Thôi, tôi sẽ đi nạp bằng GoBook chính hãng anh em ạ. Đợi tôi xíu nhá. A few moments later. Ok, mình đã quay trở lại và mình vừa tốn 280k. Yes sir, cho 800 GoBook. Ok. Ê, xong đủ rồi. À đủ rồi nè đúng không? Ok, let's go. Yes sir. Mẹ nó thay da. Đúng cái lúc mà tôi hết GoBook bữa tôi mới vừa cháy túi với cái việc mà solo Coco với cái thằng game, mấy cái game này mà thôi. Mẹ mua cái bình X3 Lucky. Tôi vô tôi mở, nó không ra. Mẹ xong tôi mở mua thêm một đống token nữa. Thế cuối cùng mẹ game lại chơi tôi. Mẹ muốn một đống GoBook xong rồi giờ nó làm cái sự kiện này mẹ. Tức cái nhờ. Mình hơi tức. Không, phải nói thật với anh em là mình hơi tức. Tại vì mà bị admin chơi. Nhưng mà mẹ nghĩ lại thì cái sự kiện này thật sự là dành cho những anh em free to play. Ừ, thế nên là thôi mình cũng không tức làm gì. Thôi, mẹ nhà phát hành thương anh em như thế thì thôi anh em gắng mà chơi game này nhá. Mà tôi thấy là nhà phát hành này thật sự thương anh em đấy. Mẹ bây giờ phải bán bớt mấy con này chứ để cũng chả làm gì anh em mà. Tại vì mấy con này dự định là chuẩn bị ít đi rồi. Ừ, thôi bán bớt đi để cũng chả làm gì. Tí nữa lại có mà. Hình như là do unit, hình như là do bên cái túi bên kia của tôi nó đầy á. Chứ không phải là do bên đây đâu. Từ từ để tôi qua bên kia tôi bán bớt nào. Ok, chúng ta cùng quay trở lại nào. Thì lần đầu tiên tôi sẽ quay trước mà mấy cái gọi là mấy cái lõa này trước anh em nhé. Ừ. Tao có flame token mà. Ừ, quên, tao không đủ. Ok. Rồi, mở trước mấy cái lõa này trước đã anh em ạ. À. Ừ, mình chơi ngoài bìa trước đã rồi mình chơi vô trong sao ha. Ok, cái gì nó cũng phải có gọi là chân su của nó một tí. Rồi, đây. Ok. Dạ không ra, tất nhiên là không ra là làm sao mà ra được mà game làm sao mà dễ như thế được. Mà sẵn tiện đang quay thì nói với mấy ông xíu. Mẹ lần trước tôi quay gọi là content với anh Vi á, tôi có để cái tên God Bi Huỳnh đẹp trai mà tôi để tổng tháng trời tôi mới đổi. Tại vì tôi cũng đéo để ý là cái tên đó, tôi nó đang vậy đó anh em ạ. Xong rồi tôi đăng video lên cái thấy mấy ông là anh ơi anh cứ để cái tên Bi Huỳnh đẹp trai vậy, anh để tầm một tháng rồi anh vẫn chưa đổi. Mà tới nên là mẹ mình thấy kỳ. Tại sao mình lại đi bở đít ông Bi Huỳnh như vậy, không được, mình không được làm cái gì. À cho nên là thôi tôi đéo bà điếc nữa. Tôi ao luôn cho nó bất ngờ rồi 50 lần vãi cả nồi. Shit, 50 lần ngon phê đó chứ mà. Content mỗi cái tay luôn 50 lần đéo ra một comment nào luôn. What the fuck. Thêm một lần 50 nữa nè. Ok, vàng không anh em ạ, vàng không là vàng.
Ê, nó tự glitch cho tôi luôn á. Ồ. À có nghĩa là những con cùi nó sẽ bỏ qua luôn. Những con cùi nó sẽ bỏ qua luôn. Và nó sẽ giữ lại những con xịn cho mình hả? Không xịn lắm. Vàng khè. Oh shit, vàng không. What the fuck? Holy moly. Tiếp tục. Bam. À lại vàng anh em ơi. Sao kỳ gì vậy? Tỷ lệ bị fix hả? Tỷ lệ khó hơn trước hả? 3. Holy moly. Không ăn con mi thích nào luôn kìa. What the fuck? Tiếp tục. Không sao, 50 lần quay cái là nhanh anh em ạ. Chắc là ổn. Ừ, tôi nghĩ chắc là ổn. Tôi nghĩ là tôi sẽ săn được một con. Tôi mong là thế. Tôi mong là thế nhá. Thôi xong rồi. Thôi chết mẹ tôi rồi. Ok. Sao không ra con... Nãy giờ không ra một con mythic nha, tôi quay gần 200 lần rồi đó. Lần này là lần thứ 200 rồi mà vẫn chưa ra mythic nè anh em. Phải cả nồi kìa. Ê man. Phải nồi đúng một con legendary luôn. À đây, lần này có mythic rồi nè. Quay 50 lần này sao thấy giống má muối bỏ bể vậy anh em. Muối bỏ bể à. Quay 10 lần ra nhiều hơn, quay 50 lần chả thấy gì luôn. Được đúng con mythic kìa. Phải rồi, lại full gương nhanh thế. Nhanh thế. Holy shit. À toàn cái con quỷ này không. Shiny gì mà lắm thế không biết nữa hả. Ok anh em ạ, mà có vẻ như là nhá, 20.000 token vẫn không đủ để có thể ra được cái con secret mới này á. Thì tính từ cái lúc mà tôi quay cái này bây giờ là cũng đã đúng 20.000 token rồi đó anh em ạ. Thì tôi nghĩ là hai lần, 2 ngày. Thì thường là nếu như anh em muốn chơi cái này mà thì một con secret này anh em sẽ tốn khoảng 2 ngày để anh em săn. Ừ, 2 ngày thôi anh em ạ, tôi thấy không lâu. Ừ, với lại giá cũng rẻ, tại vì nó chỉ có khoảng tầm 400.000 gem cho hai con này. Rẻ thế nhở, 400.000 gem thôi, chỉ 400.000 gem thôi anh em ạ. Vãi nồi thật. Hay nha, thế thì phải nói nó thật lịch sự là một cái gì đấy đấy anh em ạ. Ừ, 200.000 gem là được 10.000 token. Thế thì 20.000 token, à không, nó phải là 40.000 token, đúng không? 40.000 token, vậy là 800.000 gem là được con này, đúng không? Chắc chắn là được con này khi mà anh em ta có 800.000 xem. Thì xem giá kẻ thì anh em biết là nó nằm ở đâu rồi đó. Em có thể cho lên trên cửa hàng của tôi ha. Nói chung giá cả cực kỳ ngon lành luôn. Hoặc là nếu như anh em muốn có thêm những con gọi là secret ở update trước mà anh em lười cày, thì anh em có thể lên trên cửa hàng của tôi và lên đơn luôn ngay lập tức. Tôi mà cửa hàng nói chung là mà chịu khó lắm. Chỗ tôi chỗ nào mà có thể giúp được anh em là tôi làm hết. Ừ ok cho. Rồi chúng ta sẽ đổi thêm 10.000 cái convert này nữa đi. Ok. Oh shit. Thôi thì tôi đổi trước 4.000 nữa mà. Tôi sẽ đổi trước 4.000. Biết đâu nó ra cho tôi, đúng không? Thì tôi sẽ còn dư được một tí. Tôi đổi qua tôi đổi mấy cái khác, chứ tôi sợ mà nó ra nó dư cái là thôi, ăn kích luôn đấy. Ok, mình đã đổi 4.400. Rồi chúng ta cùng vào đây quay tiếp tục nào. Let's go. Lần này được mấy con mythic luôn anh em ạ. Nói chung là có 50 lần quay này thì nó sẽ tiết kiệm cái lần gọi là random của chúng ta hơn. 800 robux mà mua được khá nhiều thời gian thì tôi thấy cũng ok anh em ạ. Không vấn đề nhá. Ok. Mà có khi tôi quay hết token trong đây có khi còn chưa đủ anh em ạ. Mà phải đợi qua tới ngày mai thì mới đổi được tiếp ấy. Mà vãi nồi lắm, thế thì vãi nồi lắm anh em ơi. Holy moly. Ok, mình mới vừa quay hết 4.400 mấy cái kia nữa rồi anh em ạ. Sao nó là mình quyết định mình đổi hết luôn. Ừ, với lại là còn khoảng 1 giờ 58 phút nữa thì mình đã có thể đổi được tiếp rồi. Cho nên là nếu như mà mình xui tới mức mà mình không ra thì lần sau chắc chắn là mình sẽ ra được anh em ạ. Không thể nào mà không ra được nữa hết. Cho nên là ít nhất là tôi sẽ có một con secret để chơi cho anh em xem ha. Và ở có lẽ là video khác tôi sẽ cố gắng evolve nó lên. Ừ, đấy, ok. 3.400 bounty rồi nè anh em ạ. 3.400 bounty thì chúng ta cần phải random. Đúng rồi, thì chúng ta cần khá nhiều token nữa đấy. Ok, let's go. Ok anh em ạ, mẹ hết solar rồi. Yes. 4.274 lần đã được quay và nó vẫn chưa ra. Yes sir. Tuyệt vời luôn chứ. Rồi, thôi 1 tiếng 53 phút nữa thì tôi mới được quay tiếp. Thì tôi sẽ out game và tôi đợi 1 tiếng nữa thì tôi sẽ quay lại đây và tôi tiếp tục anh em nhé. Thì trong ngày hôm nay nhất định tôi sẽ cố gắng có được một em secret để làm nốt cái video cho anh em xem ha. Ok chưa? Thì bây giờ tôi vào đây tôi đánh nốt cái này. Ok. Rồi, 1 tiếng sau tôi sẽ quay trở lại anh em ạ. A few moments later. Ok anh em ạ. Mà thì nãy giờ ngồi đi qua quay cái Toilet Tower Defense thì cũng đã xong rồi. Thì quay lại đây thì nó đã cho tôi đổi được tiếp tục cái solo token rồi anh em ạ. Thì bây giờ tôi sẽ đổi tầm khoảng 12.000. Để chắc là đủ. Ừ, tôi mong là đủ anh em mà 12.000 là giờ đủ 6.000. Đúng không nhỉ? Chắc là hơn một tí á. Ừ. Thôi cứ đổi trước 12.000 đi rồi tính sau anh em nhé.
Ok, đã đủ 12.000 token, let's go. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay cái đống chiếc tiệc này nè mà. Ừ, phải nói thật là sẽ hơi mệt đấy. À, 12.000 này mà không ra nữa thì thôi, thì tôi phải tốn tầm khoảng 4.000 nữa thì là chắc chắn ra em nhá. Tôi muốn tiết kiệm một tí. Ờ, tôi không muốn gọi là tốn hết tất cả mọi thứ của tôi vào trong cái này đâu, mệt lắm. Hay à. Ô, khoan, từ từ, hình như ra rồi anh em ạ. Hình như ra rồi. Yes, cuối cùng cũng ra rồi mà. Nói chung là từ từ, phải không, phải ra rồi không? À, đéo phải luôn, what the fuck. Đéo phải luôn mà. Hay à. Tôi cứ tưởng là nó ra rồi anh em ạ. Chúng ta chỉ còn khoảng, để coi, 150 điểm cộng với cái này là sẽ là 5.770 điểm thì vẫn còn thiếu 300 điểm nữa. Holy shit. Ra thôi, cố lên em ạ. Nói chung là mà tôi nhiều khi tôi mua cái X3 của cái game này á, tôi chả biết nó để làm cái đéo gì luôn. Anh em hiểu không, cái X3 của cái game này chả biết để làm cái đéo gì luôn, trong khi mình quay cái này nè, nó gần 6.000 điểm BT rồi, thì mà 6.000 điểm BT thì chắc chắn nó ra. Thế thì mình cần cái X3 để làm cái gì hả anh em? Má, vãi cả nồi thật, quay mẹ đúng gọi là tiêu chuẩn thì nó mới ra cho tôi mà. Vãi cả nồi luôn chưa. Holy shit man. Hay à. Nói chung là mình cũng xui. Nói chung là mình cũng xui. Mình thật sự xui. Mẹ, vãi nồi thật. Holy moly. Rồi để coi mình còn thiếu bao nhiêu điểm nhá. Mình còn thiếu 220 điểm nữa. Thì là khoảng một lần này là 50 điểm nè. Thì mình khoảng thiếu khoảng 400. 4 lần 400 thì là 1.600 thêm 2 lần này nữa thì là khoảng 2.000. Ừ, khoảng 2.000 token nữa. Ok, mình sẽ bú 2.000 token nữa đây mà. Oh shit, khổ thật đấy. Nói chung là tôi xui. À, tôi xui vãi nồi. Nó đéo ra mà. Holy shit man. Mày còn thiếu 30 điểm ở đây mà. Để coi cái này đủ 30 điểm. Đéo đủ luôn. Phải thêm một ít nữa. Con mè. Rồi, ok, quay đây. Mà tôi khổ quá. Thổ cái game này có mẹ quay đúng 6 lần BT thì nó mới ra mà. Holy moly. Hay à, tôi nghĩ cái này mà cày bình thường tôi thiệt anh em phải cày ẻ. Ừ, cày ẻ tôi quần luôn mới ra. Con mẹ, cày hết cái update này mới ra, nó mới ra anh em ạ. Thôi, ok. Chào đón em Secret đầu tiên. Yes sir. Let's go. Nói chung là mở mà nó không ra đúng kiểu hơn ấy, thì nó tẻ nhạt lắm anh em ạ. Và Radiant King. Ok, high pick. Em này là em high pick anh em ạ. Mà chỉ số F luôn mà. What the fuck, chỉ số F luôn mà. Holy moly. Ok, quá xui anh em ạ. Ok mọi người ạ, tôi vừa phát hiện ra một vấn đề. Chính là thật ra thì sau 24 giờ thì mỗi một cái banner này chúng ta đều có thể đổi 20.000 token. Và tôi không biết. Thế nên là mà mấy tiếng trước tôi chỉ đổi có mình lên cái solar thôi. Bây giờ tôi lại thấy đổi được thêm cả cái này anh em ạ. Mà thế là tôi mẹ mất trắng. Đáng lý ra là tôi có thể có được cả hai con này nữa. Ừ, mẹ vãi nồi thật, mẹ chơi ngu rồi anh em ơi. Thôi cay quá, thôi không sao anh em ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu try reroll cái em Radiant King. Ok, Radiant King, mẹ nghe căng đấy. Từ tôi bật cái tiếng lên nghe cho nó chill chill tí. Rồi, let's go. 3.800 đá thì không biết là nó có ra được cái tội ở MIT hay là Rewame hay không. Hai cái đó cái nào cũng được anh em ạ. Ok, let's go. Mẹ, video này nó sẽ là một video speedrun mẹ toàn tập anh em ạ. Toàn là speedrun thôi. Thì ngày mai tôi sẽ cố gắng lấy hai em secret còn lại và đẩy nó lên ở MIT luôn anh em ạ. Ok. Đấy, tôi sẽ cố gắng, sau đó thì tôi sẽ tìm cách cho ba con này lên Evolve luôn anh em ạ. Mà kia trước thì Evolve cho anh Bi, xong bây giờ tôi đéo còn gì nữa anh em ơi. Oh, đây rồi, Grewem, ngon lành cành đào, let's go, baby. Ok, sau khi có Grewem thì chắc là mình sẽ đi roll chỉ số cho nó. Rồi, bú được cái Grewem ngon phết đó chứ. Mẹ, 500 đam mà phải nồi, bam. Lên S cho tao. Hay da. Lần trước tôi có 450 cục đá, mẹ tôi đưa chứ hết cho anh bưng ảnh đi xài anh em ạ. Mà nên là giờ tôi còn có khoảng 100 đá rồi, nó không biết đủ nâng không nữa nè. Khổ quá. Nhưng mà nãy giờ sao không thấy cái gì hết trơn à? Oh shit. Oh shit, vãi nồi. Ôi rồi. Ôi rồi, một cái A thôi, A không được. Phải là A cộng cơ, hoặc là S luôn. Thì nó mới ngon. Năm mấy cục không biết. À đây rồi, một cái A cộng, ngon, bụ. Tiếp tục đây, tiếp tục một cái A cộng ở đây. Cứu. Let's go. Ôi dồi. Xích thì tôi có nhiều lắm, tôi không sợ nên tôi sợ hết roll thôi. Ây da, A. Ừ, A cũng được. Là A cộng cơ. Đấy rồi, hai cái A cộng, ngon. Ôi con mẹ, gần 100 đá là mày không ra được 3S à, 3 A cộng à. Holy shit. Đừng như vậy mà. Thôi mà. Oh no.
Haya chết tiệt. Đừng. Haya ơi. Ôi trời ơi. Ờ con mẹ nó không đủ, không đủ anh em ơi. Tôi đi ép tiếp cho nó thì biết khác vậy. Ok, Chu Spirit, let's go. Let's go. Chúng ta đi tìm Chu Spirit thôi. Trời ơi. Má rồi mấy cái này hên thế, nhưng mà quay chỉ số lại xui vãi nồi ạ. Không được 3A cộng anh em ạ. Thôi nhưng mà không sao. Cái video mà gọi là nâng secret thì tôi sẽ dành cho một cái video khác anh em nhé. Video này thì chúng ta chỉ test cái thằng quỷ này thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tháo một con, mình sẽ tháo một con Archer này ra đi. Ok, chúng ta sẽ nhét cái thằng này vào. Ok. À, trong đội hình chỉ có được một con có Two Spirit. Ok, thì thôi. Thì thôi thì mình đổi, làm gì nhau. Ok. Rồi. Để mà test sức mạnh của nó thì thôi tôi về World 1 đi anh em ạ. Về World 1 đi. Tại trong đây có con mấy con khác này, không test được. Rồi, let's go, Infinity man. À khoan. Tôi chưa ép Athenic vào cho nó. Ok. Lỗi tôi. Rồi, đâu Athenic. Boom. Rồi mình với con hai cái anh em ạ. Dành cho được hai con Secret. Ơ, thế là mình đủ Athenic luôn đấy chứ. Ngon nha. À, sau đó thì mình phải đúc cái food vào mồm mấy con quỷ này. Ok, mình có một ít thôi. À, nhiêu đây không biết lên được bao nhiêu cấp rồi. À đây, em nó đây. Ô, oh, mắc level luôn. Ngon. Bú. Rồi ta đã, trước khi đó thì mình phải qua trading để mình xem thử cái giá của em này hiện tại là bao nhiêu anh em nhé. Ừ, mình phải test đầy đủ hết chứ. Ờ, để coi thử coi cái giá thị trường em này đang là bao nhiêu xem nhé. Oh, đây. Đây, giá thị trường dao động tầm 10.000 xem và ở ngày 27 tháng 8 chúng ta có một giao dịch lên tới tận 30 triệu xem. Ok, đây là Guardian thường anh em nhé. Còn không có tính True Spirit vào đây và chưa có Evolve nữa đấy nhé. Ok, nice. À, để coi thử anh em ở đây bán cái gì. Tụi mấy cái letter mới mà. Thôi. Rồi, mình đi test thôi anh em ạ, mình đi test sức mạnh thôi. Để mà test sức mạnh nó một cách nhanh chóng á thì bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cả cái zoom quay anh em nhé. Mình sẽ lên luôn quay thứ 50. Đấy, ok. Rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt confirm tiền một con Asta ra đi dev, sau đó thì bam. Level đầu tiên 5.000 dam, ok, đặt cái là 3.250 điểm. Và con này không biết skill ẩn nó là cái gì nhưng mà để được coi đã. Rồi, ở level đầu tiên thì nó là 5.000 dam anh em ạ. Chiêu khá là đẹp. Level rồi nâng lên level 2 thì là 10.000 dam, tầm đánh là 24.6 và cao đao là 3.1. ok, nâng khác nữa. Ok, mẹ súng à vãi nồi. Oh shit, dam là 15.000 anh em nhé, dam là 15.000, khá là mạnh đấy. Rồi nâng thêm phát nữa này, dam lên 17.000 và đang được cộng thêm 15.000 dam thêm nữa, chắc là của cái Chu Spirit anh em ạ. Ok, bam, chiêu thứ ba Light Emperor. Shit, đấm rồi. Má công nhận là chiêu đẹp vãi nồi anh em ạ, thề đéo tin được. Oh shit, đây là revamp thôi anh em nhé, đây không phải là Almighty nhé. Almighty thì nó còn tuyệt vời hơn nhiều. Lên level 6 là 41.000 dam nè, chiêu là xuyên mục tiêu ạ. Mẹ, chiêu này phá giáp thì thôi còn gì bằng. Nó còn rút máu từ từ nữa anh em ạ, nó còn rút máu từ từ này, vãi nồi. Oh my god, net mà rút máu nhiều nha, rút rất là nhiều máu nha. Này nó rút liên tục nè anh em thấy không, vãi nồi thật. Oh shit, nâng cái nữa đấy, đam lên 44.000 dam liền rồi. Nâng phát nữa, đam lên. What the fuck, chiêu đẹp vậy anh ơi, mẹ em gan ơi, con mẹ. Ôi rồi, chiêu đẹp vãi nồi ông nội ơi. Tiếp cái nữa. Ok, chưa evolve nha anh em, chưa evolve nha. Mà mình sẽ làm một video evolve toàn bộ secret ở World 2 này cho anh em xem nhé. Ok, nếu như video này mà mình được khoảng 2-3.000 like gì đấy thì, còn nếu không được thì mình sẽ ra chậm hơn một tí nhé. Rồi, max level rồi anh em ạ, max level là 54.000 dam. Ok, nó có. Ok, con này hình như là nó không có skill ẩn thì phải. Right, cũng được, không vấn đề. Mạnh quá. Cả anh em ạ, bây giờ mình sẽ đặt ra thêm để coi là được bao nhiêu con nhé. Chỉ được 2 con thôi à. À, hình như là Rewem hình như chỉ được 2 con. Thôi kệ, không sao. 2 con cũng mạnh. Mỗi con gây 54.000 dam. Ok, cũng ngon, con này cũng ngon á. Không tệ. Tốc độ đánh nó rất là nhanh anh em ạ. Tốc độ đánh con này rất là nhanh. Rồi, vậy còn lại của mình là nâng cấp mắt em này lên và đợi xem thử là hai em này là đi được tới quay bao nhiêu anh em nhé. Ok, có vẻ như tới quay 58 thì sắp thua rồi anh em ạ. Đấy. Quái thì nó chỉ có khoảng tầm hơn 500.000 máu một tí. Nhưng mà thằng cu này thì nó chịu không nổi rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là phải evolve lên rồi phải cho nó kỹ năng Almighty thì may ra là nó mới ok hơn. Ừ, chứ Rewem thì không hợp với con này lắm. Tôi đoán thế, ừ. Còn em nào chơi thấy nó theo dạng nào ok hơn thì anh em comment bên dưới nhá.
Tại vì tôi cũng không cần mà random được cái game lên là thôi để luôn anh em, mà tại tôi cũng sắp hết đá rồi, sợ 2000 nó không ra chứ. Tôi nghĩ nó tới được tầm quay 60 là đứt bóng rồi anh em ạ. Ừ, nó không hơi được nữa đâu. Đây, không tới quay 60 luôn, 59 là đứt bóng rồi. Đây, thấy không? Đánh được tới đây là hết rồi này, nè. Con này đi qua này. Đấy, đi chưa? Rồi thua rồi đấy anh em ạ. Nói chung là con này được 50 mấy ngàn đam thì cũng ok. Rewem cộng với Chu Spirit lên được 100 ngàn đam. Cũng được. Cũng ổn anh em ạ, cũng ổn thôi. Nó nằm ở mức ổn thôi. Nếu như mà Amity thì tôi nghĩ là mạnh hơn. Amity thì mạnh hơn nhiều. Ok, thua rồi anh em ạ. Nice. Nói chung là kết quả nó chỉ nằm mức này thôi. Thì cũng được, con này cũng được, nói chung cũng được. Đấy, nói chung là ba con secret mới ở bên World 2 thì anh em nào hầu như là cũng săn được. Đấy. Đó, chỉ cần khoảng 400.000 gem là được một con. Đấy, nếu như mà anh em cảm thấy là không săn nổi, tầm 800.000 gem là anh em có thể săn được một con. Còn nếu như anh em mà cảm thấy săn không nổi thì anh em có thể lên trên cửa hàng của tôi và sao ạ? Mà chúng ta cùng nhau đặt đơn gem chứ còn gì nữa. Nói chung là giá rẻ lắm anh em ạ. Lên cho nó mà tìm hiểu đi nhá. Ok, và vừa rồi cũng là kết thúc của video mình. Nếu như anh em thích video này thì đừng quên lại cho mình một like và đăng ký nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại. Bye.